Để thành công và phát triển trong lĩnh vực này thì tính kỷ luật là điều cần đặt lên hàng đầu. Đó cũng là yếu tố văn hóa đầu tiên Thủy và các thành viên xây dựng cho câu lạc bộ. Với tôi, đây là một nhiệm vụ tuyệt vời, một trải nghiệm đặc biệt và là một niềm vinh hạnh to lớn. Câu lạc bộ Super B MDAT không chỉ là nơi để các anh chị em MDAT hội tụ, mà đây còn là sợi dây liên kết, một nhịp cầu nối giữa những người mới với những anh chị cũ. Qua đó, mọi người không chỉ được chia sẻ, hỗ trợ về mặt kiến thức, mà còn tạo ra được động lực cho tất cả mọi người. Trở thành thành viên câu lạc bộ Super B MDAT Đồng Tháp là một niềm tự hào trong tôi khi bản thân tôi được học hỏi, nhận được sự giúp đỡ và chia sẻ từ những anh chị em có cùng chí hướng MDAT với mình. Tôi đã biết tự thiết lập mục tiêu MDAT cụ thể cho mình, kỷ luật với bản thân và đã xây dựng thành thói quen xuyên ngang hoạt động các hành vi sống còn mỗi ngày. Hơn nữa, tôi còn khẳng định thương hiệu cá nhân, điều đó giúp tôi tiếp cận khách hàng tốt hơn, dễ dàng hơn và thuận lợi hơn. Văn hóa thứ hai là sự chân thành, thật thà như tính cách của con người miền Tây. Vì mình được đóng góp, được cống hiến cho văn phòng, được hỗ trợ các anh chị trong câu lạc bộ, phát triển bản thân và đồng hành cùng họ trên con đường chinh phục MDAT đẳng cấp. Ngoài ra, chính bản thân mình phát triển nhiều hơn. Tôi còn được tham gia những chương trình huấn luyện từ các chuyên gia hàng đầu hay những MDAT thành công. Và vui hơn nữa là mình còn nhận được những cái quyền lợi ưu tiên từ ban giám đốc công ty, giám đốc văn phòng, luôn là động lực để mình phấn đấu mỗi ngày. Các thành viên ngày một nâng cấp bản thân hơn để không một ai bị bỏ lại phía sau. Khi vào câu lạc bộ, bản thân tôi đã có thể tối ưu thu nhập để mang đến cuộc sống điều tốt đẹp hơn. Và cuối cùng là văn hóa phải hành động. Bởi vì khi mình tiếp thu học hỏi một điều gì mới nhưng không bắt tay vào làm thì chắc chắn đó chỉ là lý thuyết suông mà không gặt hái được bất cứ điều gì. Chỉ có hành động mới mang lại kết quả tốt nhất. Yeah.